Vâng, lời đầu tiên thì Hoàng Audio xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Audio Nam Định. Và ngày hôm nay thì em Hoàng tiếp tục mang tới cho các bác một con vang mà em Hoàng cũng nói thật là em Hoàng thu lại của khách. Và con vang này nó gần như là mới 99,9999% cho các bác luôn. Đó là một con vang Nick, có thể nói là những con vang Nick đời đầu tiên của Nick FX9 Plus. Thì trước mắt các bác đây là con Neck FX9 Plus. Đấy, mặt mũi còn đẹp keng, đẹp như mới, đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết cho các bác luôn. Đấy thì em Hoàng nói thật là thu lại của khách còn nguyên hộp xốp luôn. Gần như là không sử dụng mấy và nó còn đẹp keng luôn. Hôm nay em Hoàng sẽ thanh lý cho các bác với cái giá chỉ có vài trăm nghìn thôi. Đấy. Đấy thì em Hoàng xin phép quay qua về cái phần trước mặt cho các bác. Thì các bác có thể nhìn thấy là phía đầu tiên bên trái nó là hai cái đường mic để anh em cắm vào, phía bên trên nó là volume của hai đường mic đấy. Hai đường mic này thì đường 1 và 3 nó có sẽ có hai đường mic phía sau nữa. Thì đường 1 và 3 nó sẽ liên quan đến cái volume này. Đường 2 và 4, đây là 2, 4 đằng sau nó sẽ liên quan đến cái đường mic này. Đấy. Và đây là cái màn hình hiển thị của con FX9 Plus, màn hình LED hiển thị nhá. Đấy, rất là xịn sò cho các bác. Đây là phím feedback cũng như là chống hú rít. Đấy, chống hú rít cho các bác. Đấy, đây là thương hiệu của nó là Neck Acoustic. Đấy. Và đây là tất cả những cái giải bass mic chat của cái phần echo. Đây là cái số repeat, có nghĩa là số lần lặp lại echo. Delay có nghĩa là thời gian lặp lại cái tiếng echo đấy. Đây là mic tone có nghĩa là anh em chỉnh ba giải bass mic chat của cái đường mic. Đấy. Đây là bass mic chat của cái đường music. Đấy, anh em có thể chỉnh được phần bass, phần chung, phần chat của đường music ở đây. Đấy, và ngoài ra thì con này nó có rất nhiều những cái cổng kết nối như là USB, optical, cổng quang, đấy, AUX, rồi là Bluetooth, đầy đủ hết kết nối cho anh em. Thì anh em muốn điều chỉnh vào kết nối nào thì anh em điều chỉnh đường input đây, có nghĩa là tín hiệu đầu vào đây. Đấy, nếu USB thì anh em sẽ dùng nút play này, hoặc là nút next, hoặc là back. Đấy, rất là tiện dụng cho anh em, đầy đủ cổng kết nối anh em nhé. Và đây là ba cái phím master, master tổng của nhạc, master tổng của mic và master tổng của echo. Đây là phím nguồn người ta đặt để ở phía đằng trước cũng rất là tiện cho anh em. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy đây là hãng mic người ta dập nổi bên trên này, rất là sắc nét. Đấy, nếu mà con nào mà chính hãng, con nào mà xịn sò thì nó rất là sắc nét và nó không rất là nhòe nhạt. Đấy, và đây là anh em có thể nhìn thấy là còn nguyên mã vạch đây, QR đây. Đấy, người ta dùng thì người ta cũng rất là cẩn thận và rất là giữ gìn. Đấy, anh em có thể thấy là còn nguyên tem. Đấy, nguyên tem cho anh em và đẹp, con này đẹp, em đã nói là 99,9,9%. Tất cả những cái rác phía sau này anh em người ta còn chưa dùng đến đây, bởi vì người ta về người ta chỉ dùng Bluetooth thôi, cho nên là người ta còn chưa sử dụng đến cả những cái chân rác AV, người ta để nguyên cả những cái bọc này cho anh em. Đấy, phía sau thì nó có đường sub, đường center, right, left. Đấy, cũng khá là xịn sò cho anh em. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm Hoàng Audio qua số điện thoại 0931655906 nhé. Riêng con vang này em thanh lý cho anh em với cái giá chỉ có mấy trăm nghìn Việt Nam đồng thôi, cho nên là anh em liên hệ thật là sớm nhé. Anh em gọi điện cho em một cái bạn Zalo với em có số điện thoại 0931655906. Anh em nào mà yêu mến thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng nhé. Đấy, anh em nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng để mỗi ngày em thanh lý một cái sản phẩm nào mới nhất thì anh em đều có thể nhận được cái thông báo nó mới nhất và có thể sở hữu nó một cách nhanh nhất, tránh tình trạng là em đăng lên cái có người người ta chốt luôn thì anh em lại không mua được cái sản phẩm đấy. Thì anh em lại hỏi tại sao lại chốt nhanh thế. Nha anh em nhé. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng nhé. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.